Top 10 doanh nghiệp uy tín ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng năm 2021 vừa được công bố vào ngày hôm nay. Doanh nghiệp này đứng đầu bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp uy tín ngành bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, không chỉ bằng kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật, mà còn bằng cách làm rất khác những doanh nghiệp trong cùng ngành. Để đón được dòng đầu tư đang chuyển hướng một phần vào Việt Nam, không chỉ cần khu công nghiệp đơn thuần với các nhà máy, mà cần phải có cả một hệ sinh thái để tạo nên môi trường hoạt động đầy đủ cho các doanh nghiệp. Vấn đề cốt lõi nhất là chúng tôi phát triển vừa phát triển khu công nghiệp, vừa phát triển dịch vụ. Trong đó cái dịch vụ thì có đô thị, trong đô thị thì có cái định cư cho người dân. Hai cái này là cái mối quan hệ rất là đặc biệt. Dù hầu hết các loại hình bất động sản đều chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19, khiến thị trường trở nên khó khăn trong năm 2020, nhưng đã có nhiều công ty trong ngành đã sáng tạo và vượt qua khó khăn. Đây là nhận định được đưa ra tại buổi công bố top 10 công ty uy tín ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng năm 2021, được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tại Hà Nội. Tổng công ty BKMX IDC, công ty V-Ship, đây cũng là 10 công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp và đô thị, năm nay, tổng công ty BKMX IDC đã đứng đầu trong top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất. Giá trị cốt lõi làm nên uy tín thương hiệu của BKMX IDC là chiến lược phát triển khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị. Thương mại dịch vụ, nhà ở xã hội, khu tái định cư, bao quanh là hệ sinh thái giao thông, y tế, giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp xã hội. Nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh, thì thị trường bất động sản sẽ là phân khúc hỗ trợ cho việc phục hồi của nền kinh tế trong năm 2021. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong và đồng hành cùng sự phát triển năng động của Bình Dương. Với thế mạnh cốt lõi trong lĩnh vực phát triển và quản lý các khu công nghiệp, BKMX là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp uy tín và quy mô hàng đầu Việt Nam. Với bề dày hoạt động hơn 30 năm, BKMX hiện đang sở hữu nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương và trải dài khắp Việt Nam. Chúng tôi là nhà phát triển bất động sản công nghiệp đô thị hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư. Tất cả các khu công nghiệp của BKMX đều được xây dựng hiện đại, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn ISO. Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước và Bệnh viện Quốc tế BKMX đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và các nhà đầu tư khi đến an cư lạc nghiệp tại Bình Dương. Đại học Quốc tế Miền Đông luôn chú trọng kết nối với doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu nhân lực và hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển. VNTT là đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông, các dịch vụ trọn gói về viễn thông và quản lý công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế,